Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó, chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn, xích vô, hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình đó. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Cho vợ một chậu lan. Thì có ra bao nhiêu? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... Cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này cưng vợ quá rồi, lo lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ, em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời ơi, An Giang vậy đó, ừ. Đồng hương đồng của hương. Anh. Mời em, tới em. Dạ, xin kính chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Đỗ Văn Thanh Trung. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố là... em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống. Việc. Cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân. Sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên... được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng nha. Em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, chứ cái trắng chó ở phía trước không có thích. Và thứ hai nữa là đen mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc dạ không thèm tên. Không biết sao anh có số điện thoại của em rồi cái nhắn tin với em nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó thì trong đó có vợ em thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó nhưng rất mà về giỏi. Nhan sắc lúc đó thì còn rồi cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn đúng không, nhìn là hợp liền đúng là không ấn tượng đẹp về vợ đúng không, cũng suy nghĩ ở trong lòng đó chắc cũng khó cua lắm mà. Rồi sao rồi em cua sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin là mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi. Xong bên cạnh hết cái chương trình đó, tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ. Bên công ty của tôi nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không? Tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới... Đi không? Vợ đi. Rồi xong rồi cái việc đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á. Ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng, mấy xíu vậy. Mà sao mình cũng, em lúc em không biết cây móng rồng. Em nói, mình trông coi nó bông đó à, sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm, để ngay cửa sổ tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy đó. Mà cái bông tí xíu à xấu ơi là xấu, lại càng ghét thêm là ghét thêm lại ghét nữa. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra bông chọn từ từ dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quắc nữa. không cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa lẽ mình chảnh quá, hôm nay em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi, giận, đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó mới được biết là do
trong một lần anh đi công tác về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác trên nhà máy hạt giống, nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ cái em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Em bị đứt lưỡi. Cái viên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghĩ nói chuyện gần cả tuần lại. Rồi lúc đó là được. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc này không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ gì. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nó rồi có nè, gửi qua từ đó mới cho vợ hay rồi tôi đi công tác công việc gì đó rồi cái tôi bị tai nạn. Là lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em, nói bây giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Ngọc Trời đó thì nó xa nhà, ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi, thì anh có ý định là sẽ cưới em, nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em. Vợ CD nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không quyết định liền. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ông có một lần ông hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ông hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi vậy? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hôn má thôi đó. Từ lúc liền mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới, tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn xích vô hôn là do ông thợ chụp hình đó. Ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi là lúc đó hết rồi. Khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới nay là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan, cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa em nghĩ là em chưa có sanh. Mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó. Cái bắt đầu tối em ngủ, tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện, bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái, alo, ba hả? Ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói, ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm, em lúc đó là em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm, do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật rồi trao đổi đồng ruộng. Rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó, nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loại tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi, cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện, gọi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn vặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, ông không đi lãng làm mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì, alo nãy thấy đi đâu á,
ai chở phải không, đi với ai, và trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón đầu. Tính em thì hay chọc dở lắm. Tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi. Ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em nên gọi điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy khó nghĩ chịu, nhiều hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng. Mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không. Nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em. Vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa theo đúng cái chuẩn của mình chứ không phải là cổ nấu ăn dở. Dạ. Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt. Còn em thì đi làm hàng ngày rồi. Tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn. Mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá. Vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em á là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong. Rồi chiều về á là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Dạ. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ. Còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình nó kham như thế nào là nổi. Được không? Đó đại khái là như vậy thôi. Tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi nhưng mà em nghĩ ảnh là chắc gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em dạ. Không biết thích thì thích cái nhưng mà vẫn giống ra đầu tiên. Cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi. Là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà em không kéo luôn. Xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chứ đâu nghĩ nữa. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm. Nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi, rầm rầm đi mình bỏ đi. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì, quê lắm. Đóng cửa lại thì cũng phải đi, mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Dành một tràng pháo tay đón chào họ nào. Xin chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá, có ga hài với sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Dễ cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Bao nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em
Cho đoán đi nè. Đi đi xì ba công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên cái tai nghe nó hơi, tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông bắt đầu nó lên mạng coi bây giờ xì ba bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Đúng nghe cái ông tên Sang cũng làm xì ba công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày đẹp trời cái mang cái iPod ra mà nó đen thù lù vậy đưa cho chọn người ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11 thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là cái đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi nhưng mà em nghĩ ảnh là chắc gay á chị. Em nghĩ ảnh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ giống đây. Đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi. Có phải là gay hay không? Dạ đúng rồi. Đó là em thì sao Sang? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Ừ. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Do con bán không? Dạ không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không nói quan tâm nữa. Dạ. Đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng, cho nên là em vô em ủng hộ, đặt ship tới anh, bạn trai giao tới. Em là thất vọng nữa. Ôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt cái năm năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng rồi mà vẫn có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn trai. Đừng nói năm năm sau có bán mình được lộn đúng không? Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tổ tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai ship. Nhưng mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, em thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá. Ngày nào cũng nhắn tin rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là... chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê. Là đúng hai đứa... mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè. Tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ anh đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, đi uống cà phê nha. Anh em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự gì á, mẹ em kể lại là ảnh chạy. Ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi sau đó là cái như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì?
ngồi sát sát với em vậy đó. Em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy anh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là ờ em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu anh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi hai ba tăng lận. Xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ở chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Này tâm sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi. Thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu vậy? Khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ, là bé Thiện á, à, đang mệt quá như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, có như là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ em thất vọng lắm. Cái em hỏi ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ. Nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy. Thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha. Rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà. Nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người, từng người, từng người, từng người. Ờ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng. Là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm được mấy ngày anh. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật dạ. Xấu à? Đó. Đừng có nói còn, tật xấu. Còn còn bao nhiêu là xấu hết luôn á chị. Chỉ trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ dạng xấu đau, xấu đớn á? Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà thật ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nhà anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút thẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ừ, ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nha. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không là... lãng mạn. Ảnh nói với người ta nói rất nhiều nhưng mà ảnh nói với em rất ít. Dạ, với lại ảnh bị cái gì á? Ảnh bị gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận để vợ giận luôn. Không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không có lãng mạn hết. Như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có anh hả? Cái gì ông ơi? Ông vợ ông bắt... Có. Bắt... Tại vì vậy em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ. Cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn. Chóng mặt luôn. Dạ. Ừ, nhất luôn. Là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, giờ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm, em giật mình vậy nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó là em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ dạ, online hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú dạ. Nó là bây giờ còn ghiền hơn là đó thôi, hả? Thôi đó. Chốt vậy đó. Đó chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh.
Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Nhẹ là sao? Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bà lắm. Bà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng đi bộ, hồi em vô em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, em kiếm thấy em mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nha, ngồi như nè. Em hởm như nè. Cắt bóc hai cái đùi em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ nè. Là núp trong một cái dạ, ngã ba vậy núp, đó. Núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta, cái cửa sắt á. Mà ban đêm đó. Dạ. Ừ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ, dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà eo ổng kéo luôn. Kéo luôn. Em đứng ngay cầu thang em nói, trời sao giờ chưa ra, chưa kéo nữa, chưa năn nỉ nữa. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm. Nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi. Rầm rầm đi, mình bỏ đi. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống. Kéo cửa ra, cũng không chạy xuống gì, quê quá. Đóng cửa lại thì cũng phải đi. Mà đi mà cứ nhìn, em cứ nhìn lại. Ủa sao chưa ra nữa? Dạ mà khuya rồi, 11, 12 giờ khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại, không có tiền. Xong rồi em nói, bây giờ mình lỡ ra rồi, mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn bây giờ. Mình đứng lại á thì mình quê, mình về mình quê lắm. Mà mình đi á, chỗ nào mà ảnh dễ kiếm quá á, thì mình cũng quê. Mà chỗ nào ảnh khó kiếm quá, ảnh kiếm không ra thì mình sẽ không về. Xong rồi em nói, thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho ảnh kiếm không ra trước. Ở xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được. Xong rồi em ngồi đó em núp, xong rồi em nói, em thấy ảnh, em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị. Em thấy anh đi ngang em nói, trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hả, nãy không dí theo luôn đi. Xong rồi em vui lắm, em ngồi em giận mà em vui đó. Xong rồi kia anh, em thấy anh không thấy, anh đi qua luôn rồi. Xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị. Em nói, trời bây giờ chỉ có nằm vô anh ngủ, có nằm vô anh ngủ không? Em thấy em ru vậy anh ấy. Vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100. Nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về. Còn thấy ảnh là chức ông trời thương, nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm, sao em thấy chiếc xe bạch. Ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà vẫn phải thể hiện. Thể hiện, vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không? Không. Xong anh ấy thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có. Em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh. Một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba với thứ năm. Là bất chấp luôn, cứ bất chấp công việc, cứ để qua một bên vậy đó chị. Là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà. Nhưng mà vợ em cấm em hiểu. Dạ, tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té. Lúc nào không bị nên mình xót á chị. Còn em sao, cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á. Tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé. Cho nên là hạn chế đi diễn lại. Để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi. Có cái tật xấu rất kinh dị luôn. Không biết ai giống như vợ em. Tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm rồi. Hửi chút kẹt nữa. Đúng rồi. Ghiền mùi hả? Dạ đúng rồi. Em không hửi em ngủ không được. Nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè. Đó. Giờ em ngủ mới ngon. Trời ơi. Thôi vậy cái đó dễ cưng mà. Cái đó làm sao mà bỏ được. Cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Hai đứa vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Rồi. Thôi cũng mong cho cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui ha. Cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah. Rồi chị cảm ơn hai em. Cảm ơn chị. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em
thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê, thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, nó về nhà tự gỡ. Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bởi vậy tôi em cũng không thì bói nữa. Cái tóc dạ. này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi hai lai vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi. Tóc em tóc bạc hả? Này không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là nếu mà từ khi có con xong rồi nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở nhà. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh đồng chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ học được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Trời ơi, nhỏ dễ sợ luôn nhỉ, nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói là nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá ra không có cho nhận phòng, uống cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam nhá, qua kêu em người miền Nam đúng không, anh cũng người miền Nam nè. Cho xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em lịch sử chứ. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, em nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không. Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bặt cho em số đi, em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tổ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu tán mới luôn là hàng Hà Nội đây, là sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu đủ chơi thành thiệt ta mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu có đuổi người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa, sao hốt hẹn liền hôm qua em xí chỗ liền chứ để vụt mất sáu qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình vũ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê như tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quắc à. Anh em cho anh lên cái phòng em, anh coi thôi cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á. Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa. Quá. Đi Sa Pa. Dạ. Sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào?
Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn đi ở Nha Trang. Dạ, vợ em ở Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cô đá em cũng chia tay em 9 tháng. Tụi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby mình chăm sóc này nọ, rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới về quen nhau chi vậy. Cái em cũng để 3 chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn đi như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Vợ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok, nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn, em chặn. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra, mình thấy tin nhắn á, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, vậy nằm 3 ngày buồn, luôn. Đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân, cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm. Đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày, mua đồ tặng, rồi mắt kính, nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lý tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng không biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu, thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Lúc đó sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng, đang vui, ổng bỏ ông về tút lút. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tăng 1 rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á, thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em mới ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, nó về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình em. Thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào? Hay là em có một cái mối tình là trong quen chính ngồi luôn. Trưa đó lại nhắn tin em chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác luôn. Mà em biết luôn. Sao em biết được? Sau này ổng kể chứ. Quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi. Thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau cái bữa đi quán ba đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên. Dạ tự nhiên nó tới, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán ba mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa là hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là
sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó đó, muốn làm chung với anh không? Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung, thấy em bán mỹ phẩm. Thế ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao kiểu hốt xong hốt luôn, và chủ tán 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 lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do mà em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Hồi xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em bị ngộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em tìm nói là 30 mấy thì, rồi thì đó là mình vẫn cứ kiếm, mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó dày mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm hồng một ngọn mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ, đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời, con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải đâu. Không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm. Ban ngày là sẽ ngủ 4 giờ dậy, tắm rửa, ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết. Nó hụt hẫng lắm, em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm đi chợ đi ship hàng rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một em mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ có con gái cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha, chứ em cũng không nghĩ em có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi ngược. Ổng nhậu là ổng nhậu vô 3 ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét lên là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại Lê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con. Nó nhớ không con, không đúng đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng quá Long Thạnh. Cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à. Giống ổng. Trời ơi bởi vậy thì các ông đi đâu biết chắc ông luôn ấy, giống ổng biết chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ
là sợ có baby. Bây giờ cứ thấy không? Không, bây giờ thì em không biết, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh mới nói. Chỉ có một bé thôi là hai. Dạ, dạ. Bây giờ đang em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ. Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Bình thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha, không. Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Quay mặt mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy đó. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể thật xấu của vậy. Bây giờ gió đổi chiều, gió đổi chiều đi. Cô ấy làm sao? Anh có nghe được phụ nữ nào gia trưởng chưa? Còn cái gia trưởng mà hôm em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè, ví dụ như là vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giống được vậy, em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ, nữa. Stress hay là khách hàng, đại lý hay là vấn đề gì đó em không biết. Mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao mà em stress này nọ em xả cho đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chưa biết sao giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ đánh nó. Chắc là đánh lại nó dữ lắm á. Vợ em có dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai vượt được, hơi bị bá đạo luôn á. Em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nếu mà vậy được rồi. Vậy được rồi, đúng không? Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá, hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cuộc sống em như thế nào? Hiện tại em thấy cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh. Mình là bất hạnh nhớ, đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tật nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Dạ. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vậy Mùa Son. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới, một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Giờ đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là ship phụ lậu. Hả? Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay cưới họ hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là phổ biến những cái tục lễ, đúng không? Những lưu truyền lại của từ ông bà lại. Dạ, dạ. Còn em? Dạ, em xin chào mọi người. Xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em. Cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi,
không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Là nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng sao gọi là dạy gái. Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. À, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao quá. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á. Xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á. Rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi. Làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á. Nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không. Mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi. Em xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi cho xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá. Cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đổi anh kêu là em ơi anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm. Không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Thì em nghĩ là thôi dù gì thì mình cũng không có thương thôi, cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới còn tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó. Ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi. Là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ ra không. Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy á. Mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ. Xong rồi em dục điện thoại cái vạch đó. Em đi về một mặt luôn là ổng biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu ảnh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mớ gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là các bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi gì lúc đó thì cũng hồi hộp.
cái em tắt đèn muốn tiêu rồi em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5 6 năm yêu thì yêu. Đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy mà. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn cũng không có yêu thương. Vậy thì sao hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng. Đó, dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền đó nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn. Em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vô phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng không trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm 1 tháng. Ở lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. 1 tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày, anh xỉn rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của anh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á, xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Cái em mới thấy không tội quá. Cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết, em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô xong rồi em chạy qua phòng ảnh em kêu là anh. Trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á. Nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết, em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng luôn, nến đồ bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Ông kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với là uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không?
nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều, la nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn, mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi. À. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chắc thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của anh. Là ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc làm lúc mà cãi nhau à, lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó, hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau. Đó, ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện. Nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Sau khi gặp anh ấy rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Kiêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Không phòng thủ gì, em chỉ nghĩ trong sáng là à chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở rồi nhà mình bị ăn. Bị ăn hả? Đúng rồi. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Chào anh chị ạ. Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍번 씨 안녕하세요. 꼭촌 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Ờ. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi à? Trong In Chol. In Chol. Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Thôi đi, không nói được thì thôi đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ồ, ở Hà Nội. Ủa? Hai vợ chồng em ở đang ở Hà Nội. Thôi giờ tới em, mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi, hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường đại học sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người, mỗi người một tên. Mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo.
thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh thì có nhắn tin với em. Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đúng không? Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé. Trưa chúc em ăn ngon miệng nhé. Tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Em cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích đấy. Và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo. Con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ý. Hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream. Em có là ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu. Nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh. Vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vợ của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng đoạn mới, vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên. Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó, đúng không? Lúc ban đầu thì em xem vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính. Và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi, sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy, nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích. Đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối một tí. Thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em mà em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em. Hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích. Bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy. Dọa em như thế, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình. Và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn. Rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu. Mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì. Em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến.
Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn. Ở nhà mình bị ăn. Bị ảnh ăn hả? Đúng rồi. Nhưng mà ảnh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có thật xấu gì lòi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em là tật xấu rất nhiều. Tính cách không ngàn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc tức giận thì ném đồ. Lúc tức giận là ném đồ hả? Nhưng không bao giờ ném là điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Ờ. Và mà lúc tức giận thì đánh chồng. Đánh chồng hả? Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Ôi, bị tắt 2 lần rồi hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à? Tắt! Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng á, nhưng mà lúc sau thì cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng không à? Đánh trùng dữ lắm. Đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng nào không? Em chỉ là bị tát thôi à? Không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sư tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Giống như sư tử Hà Đông à? Rồi bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Còn tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở 2 bên cổ này này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần, nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, 2 chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái, thế thôi. Mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi, em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm thì mình chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới, hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí, thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá, nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, xong em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, làm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh?
vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè, sẽ dịu dàng với em hơn nè, không có nóng tính nữa nè, em có muốn như vậy không? Vợ của em biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo dịu dàng. Và vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra, nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Ha, và vâng, năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời, vâng, mang hai dòng máu Việt Hàn. Vâng. Cảm ơn anh chị ạ.